kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Thưa quý vị, theo Western Journal, đảng dân chủ đang lên kế hoạch tăng cường hoạt động nạo phá thai do người đóng thuế tài trợ nếu Joe Biden được bổ nhiệm làm tổng thống. Dân biểu dân chủ Rosa DeLauro tại Connecticut, người được tổng thống tự nhận Joe Biden bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện, đã tuyên bố sẽ loại bỏ tu chính án Hyde, một đạo luật cấm việc sử dụng quỹ liên bang để chi trả cho hoạt động phá thai. Phát biểu tại phiên điều trần hôm 8 tháng 12, Dilaro nói rằng đây là năm cuối cùng, tu trình án Haider là một chính sách phân biệt đối xử. Bà cho rằng trong hơn 40 năm, tu trình án này thường xuyên được gia hạn hàng năm, tuy nhiên chính sách này ảnh hưởng đến các cộng đồng da màu. Bà Dilaro cũng tuyên bố rằng phá thai là một quyền riêng của phụ nữ và các chính trị gia không nên can thiệp vào quyết định này. Phản đối tuyên bố trên của bà Dilauro, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Richard Senpai cho biết ông sẽ đấu tranh để ngăn chặn nỗ lực của đảng Dân Chủ nhằm loại bỏ tu chính án Hyde. Chia sẻ với NBC News, ông Senpai nói rằng, Chúng ta đã có tu chính án Hyde từ lâu và tôi nghi rằng nó đã được gắn liền một cách khá rõ ràng. Trước đó, tác giả và nhà bình luận bảo thủ Candace Owen cũng đã nhiều lần chỉ trích các đảng viên đảng Dân Chủ vì sử dụng lá bài phân biệt chủng tộc để hợp pháp hóa, phá thai chia sẻ lại bài đăng với tiêu đề "Phá thai là chăm sóc sức khỏe" của tổ chức ủng hộ phá thai Planned Parenthood, bà Kendens chỉ ra rằng mặc dù những người cánh tả luôn hô hào mạng sống của người da đen quan trọng, nhưng lại phớt lờ thực tế rằng nhiều trẻ em da đen bị giết hàng năm do phá thai và con số này lớn hơn nhiều so với số người da đen bị cảnh sát giết chết do phân biệt chủng tộc. Thưa quý vị, khi còn là thượng nghị sĩ, Joe Biden đã phản đối việc phá thai trong nhiều thập kỷ và ủng hộ tu trình án Hyde. Tuy nhiên, vào năm 2019, trong cuộc chạy đua sơ bộ của Đảng Dân Chủ, Biden lại thay đổi quan điểm của mình. Hiện ông tán thành việc loại bỏ tu trình án Hyde và ủng hộ phá thai theo yêu cầu do người đóng thuế tài trợ. Biden đã cam kết sẽ bổ nhiệm các chính trị gia ủng hộ việc nạo phá thai vào các vị trí quan trọng trong chính quyền của mình nếu ông giành được chiếc ghế tại Tòa Bạch Ốc.